Thư TV xin chào tất cả quý ông bà cô chú, anh chị em ruột đang xem video của Thư TV. Trong video này, Thư TV sẽ cho mọi người xem cách mà mình đã xào một món xào thập cẩm trứ danh mà ngày hôm qua bà xào ông khen quá chừng quá đất. Mà vụ này khen là khen thiệt đó nha, chứ không phải làm video cái thế là mình nói quá trời quá đất lên đâu nha cả nhà. Hôm qua là mình có một tí xíu tôm thẻ nè, có 5 con à, rồi 4 miếng đậu phộng, với lại một trái bí xanh organic nhỏ mà bạn mình đã cho mình. Cũng tự vì mình quá làm biếng nấu 3 món riêng biệt cho nên là mình kết hợp mình xào 3 món chung lại với nhau. Nhưng mà được cái là tôm nó cũng tươi, bí cũng tươi, bí tươi nhà trồng, rồi đậu hũ là cũng ngon. Cho nên nó mình kết hợp xào 3 món lại thì ra một cái món xào thập cẩm rất là ngon lành. Bí mình rửa sạch, mình cắt sợi sợi ha. Tôm thẻ mình cũng rửa sạch, bỏ đầu, bỏ chỉ đen. Rồi đậu hũ mình cũng cắt miếng vuông bằng hai ngón tay. Sau đó thì phi tỏi cho nó thơm. Rồi mình trút cả 3 món mà mình vừa chuẩn bị sẵn á, vô trong chảo. Xào qua xào lại, xào tới xào lui. Cái video này á, là mình edit lại á, chứ nếu mà mình không edit á, là nó dài khoảng tầm 6 phút 2 giây lận á. Thì 6 phút 2 giây này là tổng thời gian mà mình cứ đứng mình xào tới xào lui, xào xuôi xào ngược. Rồi mình nêm một muỗng canh nước tương nè, với lại một tí xíu siêu muối. Đặc biệt là mình không có chế tí xíu nước nào đâu nha các bạn ơi. Mình cứ đứng mình xào vậy đó, khoảng chừng 3-4 phút đó cho nó mềm. Sau đó mình cứ đứng mình xào miết vậy á, tới khi nào gần chín á là mình chuẩn bị một tép hành lá. Sau đó mình cắt nhỏ nhỏ, mình bỏ vô trong cái đồ xào của mình. Bước cuối cùng á là mình rắc tí xíu hạt tiêu. Thế là cái chảo đồ xào bí xanh, đậu que với là đậu hũ của mình á là đã thơm phương phức, ngon tuyệt cú mèo các bạn ơi. Hôm qua là đụng ngày mà mình hơi lười, mà ông chồng của mình nó cũng dễ chịu, cho nên hai vợ chồng á ăn mỗi người chén cơm với lại cái chảo đồ xào như vậy nè, rồi thêm chén nước tương dầm ớt nữa. Nhưng mà cái đoạn mà mình ăn cơm á là mình không có quay phim, cho nên hôm nay á là anh chị em mình mới có cái video siêu ngắn như vậy nè, để vừa xem ha, vừa giải trí, rồi biết đâu còn có ý tưởng cho bữa cơm buổi chiều nay nữa. Thật sự ra nấu ăn đâu có khó ha các bạn. Một khi mà nấu bằng cả trái tim á, thì cái món đơn giản nhất á, cũng mang cho mình một cái hương vị hết sức là khó quên. Món ăn của mình cũng đã xong rồi, bây giờ hai vợ chồng của tụi mình chuẩn bị đi ăn cơm đây. Thư TV chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú, anh chị em đã dành thời gian để theo dõi video của Thư TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong video ngày mai. Bye bye. La la.